chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Thôn Nữ Khmer nha. Hôm nay cả gia đình em đang bắt đầu đi Siem Reap núi Kulen, mà hành trình của cả nhà em là bắt đầu từ Phnom Penh. Mình đi lên Siem Reap, nhà em khởi hành từ lúc 3 giờ sáng, đi qua tới núi Kulen là tầm khoảng 10 giờ 11 giờ. Nhưng trong quá trình đi thì tài xế có bị nhầm lẫn đường á, cho nên thời gian kéo dài đến 1-2 tiếng nữa, tới 1 giờ mấy thì mới đến nơi. Cả nhà cùng đi lên núi Kulen với gia đình em ha. Hành trình này đi cũng rất là thú vị, tại vì mình có thể tham quan toàn cảnh từ Phnom Penh đi Siem Reap đến núi Kulen. Có rất là nhiều cảnh đẹp ở xung quanh hai bên đường đi. Và cả nhà em có ghé đến một quán ăn cũng rất là ngon, ăn sáng ở ngay giữa đường đi, dọc đường đi. Cả nhà cùng đi chơi tham quan với gia đình em nha. Có rất là nhiều phương tiện để di chuyển từ Phnom Penh mình đi đến Siem Reap. Nhưng mà do nhà em là ở Phnom Penh có xe 16 chỗ xe quen á, thành ra cả nhà em bao xe 16 chỗ để đi đến thẳng tới núi Kulen và ở đó luôn 2 ngày. Cho nên nó là cả nhà mình có thể chọn những phương tiện khác như là đi máy bay nè. Có rất là nhiều khách du lịch chọn đi máy bay để mình ghé thăm Siem Reap. Mình khởi hành ở Phnom Penh hoặc Bangkok. Ngoài ra mình còn có một số chuyến bay thường xuyên từ Singapore, Sài Gòn và tại Vientiane nữa. Khi mình đi du lịch Campuchia trong mùa cao điểm thì mình nên đặt vé trước để có chỗ ngồi tốt nhất. Thứ hai nữa là mình có thể đi bằng phà. Có những chuyến phà chạy trên biển hồ giữa Phnom Penh với Siem Reap. Phà ở Phnom Penh thường khởi hành hàng ngày và lúc 7 giờ ở cảng Sisowat, và phà ở Siem Reap cũng khởi hành hàng ngày và 7 giờ ở bến phà trong Net. Em nhiều khi em đọc cái tên địa danh ở bên đó có hơi sai hoặc là không đúng thì cả nhà cũng thông cảm, vì em cũng không biết đọc sao cho nó đúng nghĩa cho lắm á. Giá vé đi phà thì thường tầm khoảng 18 đô đến 25 đô. Với lại mình phải mua trước một ngày thông qua các khách sạn hoặc công ty du lịch. Nếu mà mình muốn trải nghiệm cảm giác ngồi phà thì mình đi du lịch Campuchia vào mùa mưa thì lúc đó nước đầy lên, phà dễ chạy. Chứ nếu mình đi vào mùa khô thì nước cạn, tàu đi thì cũng không có thoải mái cho lắm. Hoặc là mình có thể đi bằng xe taxi. Ở Phnom Penh có những chiếc xe taxi tư nhân chạy đi Siem Reap với giá khoảng 25.000 riêu một người. Nếu mà mình muốn thuê luôn một xe thì giá tầm khoảng 38 đô đến 45 đô. Thì chi phí mình có thể thay đổi liên tục tùy theo mùa cao điểm, hay là chi phí nhiên liệu nó có tăng hoặc giảm thì chi phí mình đi xe nó sẽ khác nha cả nhà. Xe taxi cũng là một phương tiện rất là thuận lợi cho mình để mình đi thăm Siem Reap, khá là an toàn khi là mình đi từ Phnom Penh. Ngoài ra thì mình còn có thể đi Siem Reap bằng dịch vụ xe bus đi từ Phnom Penh tới Siem Reap khoảng là 314 cây và mất khoảng 5 đến 7 tiếng. Trên đường đi thì xe bus sẽ dừng chân ở Skun và Kampong Thom. Giá vé 1 triệu đi là 14.000 ria. Thường chuyến xe bus khởi hành sớm nhất là 6:30 và trễ nhất là 1 giờ chiều. Ở đây là cả nhà em đang ở Kampong Thom, là đang tới đây để mình ghé lại mình ăn hủ tiếu nè. Hủ tiếu sáng ở đây cũng khá là ngon nha cả nhà. Hủ tiếu thịt bò viên, nước súp cũng ngon, sợi hủ tiếu cũng rất là ngon. Ở đây cũng có cơm nữa, nhưng mà em không biết cơm thì như thế nào, nhưng mà khi đến đây là em thấy đa số hầu như mọi người là kêu hủ tiếu ăn, cho nên em cũng kêu hủ tiếu ăn. Bây giờ cả nhà em đi xuống dưới đây ăn ăn sáng rồi cả nhà ơi.
Trên đường từ băng từ Phnom Penh đi xuống Siem Reap mất khoảng mấy tiếng đồng hồ để em check trên map thôi, tại vì em đi cả nhà em đi là bắt đầu đi từ 3 giờ sáng mà đi lên tới trên đó chắc tầm khoảng tới 10 giờ á. Sạch vậy em biết sao nè mình á. Thời tiết ở đây lạnh quá trời luôn đó nha. Lạnh ha, tại mình đang trên đường mình đi giờ này cũng gần sáng, thời tiết lạnh lạnh như ở trên Đà Lạt vậy đó nha. Nghe nói lên ở trên núi còn lạnh hơn nữa. Tờ mờ sáng để coi cái này đâu ta. Welcome to Kampong Thom. Kampong Thom. Mới tới đây à, chưa tới Siem Reap đâu. Ghé ăn xong rồi đi tiếp. Không biết tại sao tới cái đoạn này em tắt mất tiêu cái mic của em hồi nào em không có hay luôn. Chắc do đói bụng quá nó bị sản hay sao á. Thấy tôi hơi tiếu mừng ơi là mừng là do đói quá cái nha. Đi từ 3 giờ sáng tới giờ bây giờ là mới được ăn nè. Rồi ô hủ tiếu nó ngon quá trời ngon luôn. Cái sợi hủ tiếu ở đây nó nhỏ xíu à, nó nhỏ hơn hủ tiếu ở mình ha. Mà topping của nó là bò dừa diên và gân bò. Em không có ăn thịt bò tại vì em không có biết là ở đây em tưởng rồi nó bán thịt heo nhưng mà cuối cùng đem ra là thịt bò. Nhưng mà nước súp rất là ngon. Hay như bò dừa diên này em không có ăn, em để qua một bên luôn. Để em chia sẻ cho cả nhà thêm một chút xíu về đơn vị tiền tệ ở Campuchia cho cả nhà cùng rõ để mình chuẩn bị kỹ càng trước khi mình đi du lịch sang đây ha cả nhà. Ở bên Campuchia họ xài tiền ria và tiền đồng đô la Mỹ. Bên đây đồng đô la Mỹ được sử dụng rất là rộng rãi, em cũng rất là ngạc nhiên. Thông thường thì tiền ria chỉ được sử dụng khi mà mình mua bán, trao đổi dưới 5 đô như là tiền xe ôm, tiền ăn nhẹ, tiền đi xe, túc túc. Nói chung là những cái đồ mà mình mua mình phải chi trả mà với số tiền nhỏ thì mình sẽ chi trả bằng tiền ria. Còn như là các dịch vụ về du lịch, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí đều niêm yết bằng đồng đô la Mỹ. Nhưng mà có một số nơi thì họ vẫn chi trả bằng hai đơn vị tiền tệ. Nếu mà mình trả bằng tiền ria thì họ vẫn có, tiền đồng đô la Mỹ vẫn có. Nhưng mà một số quán ăn như hồi nãy á, em ăn sáng á, nếu mà mình trả họ bằng đồng đô la Mỹ thì họ vẫn có. Nhưng mà có thể là họ sẽ không có tiền đồng đô la Mỹ, tiền nhỏ để mà họ thối lại cho mình. Họ có thể tự quy đổi lại thành tiền ria để là họ chi trả cho mình. Nhưng mà như vậy sẽ rất là bất tiện cho cả đôi bên. Cho nên là em khuyên cả nhà nếu mà mình đi mình nên dự trữ, mình đổi hai đơn vị tiền tệ là tiền ria là thành tiền nhỏ nhỏ.
và tiền đồng đô la Mỹ để mình chi trả cho những dịch vụ ăn uống, khách sạn, có vui chơi giải trí lớn lớn hay cả nhà ha. Tới cái đoạn này là dọc đường đi là cả nhà em là có thấy người ta bán xôi. Xôi ở đây tự tựa người ta nấu như cơm lam để trong ấm tre vậy đó cả nhà. Mà xôi đây là xôi ngọt, ở trong có đậu phộng mà béo béo của nước cốt dừa. Em đang cầm cái máy quay, em không có tách được, em nhờ bà bác tách giùm cho em. Mà em ăn chỉ được một khúc thôi, không có thích ăn xôi, nên ăn thử coi cho biết như thế nào. Mà nghe mọi người nói ngon, mà em ăn cũng thấy hơi cũng ngon ngon. Nó ngọt vừa mà nó béo béo, mà nó có mùi nước cốt dừa là thơm thơm, ngon ngon là thích à. Em quên chia sẻ cho cả nhà một chút xíu về cách mà mình chuẩn bị tiền trước khi mình đến Campuchia ha. Mình có thể đổi tiền tại Việt Nam là mình đổi ở ngân hàng hoặc là mình đổi ở tiệm vàng. Tuy nhiên là tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền này thì có thể là theo đổi theo ngày và khác nhau đôi chút giữa các ngân hàng và các tiệm vàng. Cho nên mình tìm hiểu kỹ một chút xíu để mình chọn ra ngân hàng nào mà có tỷ giá nào lợi nhất cho mình thì mình đổi. Còn ở Sài Gòn thì cũng có một số chỗ là họ có đổi ngoại tệ á, mình có thể đi đến đó mà mình tham khảo trước ha. Ở cửa khẩu mình cũng có thể đổi, tại vì ở Việt Nam là giáp ranh với Campuchia, cho nên có rất là nhiều người ta đi du lịch Campuchia bằng đường bộ. Mình đi du lịch bằng đường bộ đến Campuchia, mình bắt buộc phải làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu giữa biên giới hai nước. Đó là những cửa khẩu như là Ba Vét, Mộc Bài, mà mình có thể đổi tiền tại đây cũng được. Nhưng mà do tỷ giá quy đổi tiền Việt sang tiền ria không có lợi, cho nên mình đừng có nên đổi nhiều tại cửa khẩu ha. Mình chỉ nên đổi vừa để mà mình mua đồ ăn, thức uống, thức ăn nhẹ hay là mua sim card, điện thoại để mình dùng trong lúc mình cần thôi. Chứ mình khoan hả đổi ở cửa khẩu ha. Nếu mà được thì mình nên đổi tiền vàng hoặc là các ngân hàng nào có tỷ giá mà cao mình nên đổi ở Việt Nam. Còn nếu mà mình có người thân quen ở bên đó thì mình có thể nhờ người thân quen của mình ở Campuchia mình đổi cho mình thì mình sẽ có lợi hơn. Đoạn này là tài xế của em đang hỏi đường này do bị lạc đường rồi. Đang chạy một hồi phát hiện lạc đường, mà trong khi là em đã chỉ cho tài xế là trên Google Maps là cách đi đến Siem Reap rồi. Nhưng mà tài xế của em đã lỡ chạy xa hơn khoảng 30 phút rồi thì không có quay đầu nữa. Tài xế em đi thẳng luôn, thì thành ra lạc đường hết tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ đi đường vòng. Mới đến núi Cô Lên á cả nhà. Tại vì do mất thời gian là phải đi hỏi đường như vậy nè, rồi gặp thêm mà cảnh sát giao thông phạt mình nữa. Từ đây tới núi Cô Lên là tài xế em hỏi chắc tầm khoảng 10 quận gì đó mới đến nơi. Chia sẻ với cả nhà là nếu mà mình muốn đi du lịch ở các vùng nông thôn Campuchia thì mình nên đổi ra tiền ria nhiều một chút, tại vì nơi đây là hoạt động mua bán chủ yếu, vẫn có giá trị rất là nhỏ, chưa có sử dụng tới tiền đồng đô la Mỹ như ở Phnom Penh, nên là mình đổi tiền ria nhiều. Còn ở những nơi hiện đại như ở Phnom Penh, ở các thành phố lớn thì khu vui chơi giải trí, nhà hàng thì họ vẫn chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.
cho nên mình vẫn có thể mang theo thẻ thanh toán hoặc là thẻ tín dụng quốc tế để mà mình không phải mang theo tiền mặt cũng được nha cả nhà.
không xuôi tiếp à, phơi tập không cần lên tập phơi na bòn.
Chúng thật cho lạnh luôn đi. Hả? Thích lâu ba tô đúng. Vâng. Vâng vâng vậy. Vâng. Một một bảy. Mới đó đấy. Trồng lên một cái đấy. Mưa ra là đầm mưa bay tròn tròn này. Tôi chưa bay mình tròn chắc. Tôi đã được lời thầy nào ấy. Ồ, thầy nào tiếp? Làm cái tao. Làm cái tao cái chậm luôn. Buồn nó ngâm bố đấy vào trong mà dò thầy thế. Ngò đấy. Đã đến núi Cù Lên rồi nè cả nhà ơi. Cả nhà nhớ cho em một like, một share và một đăng ký kênh ủng hộ nhé nha. Đừng quên bật chuông để nhận được thông báo cho những video mới tiếp theo của em ở trên núi Cù Lên này. Có rất là nhiều điều thú vị và những nơi khám phá mà cả nhà rất là ngạc nhiên luôn. Cả nhà nhớ là chia sẻ giúp em với nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.